tôi, một cô gái được sinh ra ở một làng quê yên bình. Cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác, cuộc sống của tôi đơn giản lắm, hàng ngày đến trường và trở về nhà phụ giúp gia đình. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hết mình để có thể thực hiện được ước mơ từ nhỏ của tôi là đỗ vào ngôi trường đại học danh giá mang tên Đại học Ngoại thương. Và rồi ngày ấy cũng đến. Cuộc sống đại học của tôi sẽ tuyệt vời lắm đây. Tôi sẽ có thật nhiều bạn mới. Tôi sẽ có một bảng điểm thật đẹp. Có học bổng. Và rồi tôi sẽ gặp được người ấy, tình yêu đích thực của tôi. Và cuộc sống đại học của tôi chính thức bắt đầu từ đây. Vậy là chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân rất nhanh chóng. All out.
một lúc để ta ra ngoài kia mua đồ được không? Ừ, mày cứ đi đi. Những khó khăn trong cuộc sống để bạn nhận ra rằng gia đình là điều tuyệt vời nhất.